Xin kính chào tất cả quý cô chú và quý anh chị thân mến. Thì hiện tại em đang có mặt tại khu tái định cư Lộc An Bình Sơn, khu tái định cư sân bay Long Thành nha quý anh chị nha. Thì với vị trí em đang đứng đây là trục đường vào cổng của trường mầm non Lộc An Bình Sơn, khu tái định cư Long Thành, và kế bên đây là trường cấp 1. Đó, đây là trường mầm non anh chị ha. Đấy, khu tái định cư Lộc An Bình Sơn. Còn mà mình đi thẳng ra đây á, thì mình sẽ gặp con đường song hành 769 và đường 769. Bên kia mấy cái nhà cao cao, bên kia là khu công nghiệp Lộc An Bình Sơn. Đó. Nói về con đường 769 cho anh chị dễ hình dung cũng như là xác định được cái vị trí của cái lô đất. Thì con đường 769 thì nó kết nối giao thông giữa ngã tư Lộc An, thị trấn Long Thành, kết nối với quốc lộ 1A đi qua các xã như là Lộc An, Bình Sơn, rồi Bình An, đi ra xã đội 61 thì nó sẽ gặp quốc lộ 1A. Đấy, và đi thẳng đi là theo quốc lộ 20 đi Đà Lạt, Lâm Đồng. Và cái tuyến đường này thì đang mở rộng là 45m nha quý anh chị nha. Với nói về cái tiềm năng thì cái tuyến đường này rất là tiềm năng vì nó kết nối giao thông giữa cổng trước và cổng sau sân bay Long Thành, nên khu vực này về cái tương lai tiềm năng của nó phát triển thì cực kỳ là tốt. Và đặc biệt á, thì khu cái tái định cư Lộc An Bình Sơn này thì nó nằm ngay trên cái mặt tiền đường 769. Với diện tích của tổng cái khu dự án này là gần 300 hecta và hơn 7.000 nền. Đó. Gồm các loại sản phẩm là lô phủ, rồi lô chính và lô nhà vườn. Đấy. Thì lô phủ là lô như thế nào? Lô phủ là lô có diện tích là 5 x 16 hoặc là 4,5 x 19, nó vòn vẹn tầm khoảng từ 80 đến 82 mét vuông. Còn mà lô chính nhà liền kề á, thì nó có diện tích là 5 x 25. 5 x 25 thì nó là 125 mét vuông. Và lô nhà vườn là những lô thường á, là nó là 10 x 25, 10 x 24. Và những lô góc thì nó có thể lớn hơn, vài 300 đến 400 mét vuông. Và hiện tại thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh chị một cái lô đất, lô phủ hướng đông nằm trên trục đường này, trục đường đi vào cổng chính của trường mầm non khu tái định cư Lộc An Bình Sơn, có diện tích là 5 x 16, vị trí lô đất ở sát cái nhà này. Đó, nó có hướng đông. Hướng đông thì nằm không cũng có tiền anh chị ha. Cái hôm này thì em cũng nói khá nhiều rồi mà đúng thiệt, hướng đông thì hướng là rất là mát mẻ, buổi sáng nắng thì hướng cái nắng bình minh của buổi sáng rất là tốt cho sức khỏe của mình. Và vị trí đất này thì nó là còn đẹp hơn khi nó là nằm ngay cổng chính của trường mầm non, nên sau này khi anh chị về ở đây thì mình có thể là buôn bán kinh doanh cực kỳ là tốt. Đấy, buôn bán học sinh được cái là không phải thiếu nợ, không phải sợ chạy nợ anh chị. Đấy, mua cái nào trả tiền cái đó, nên anh chị buôn bán thì quá ok. Đó, vị trí lô đất nó nằm ở trên này. Đây, vị trí lô đất nó nằm ở cái số điện thoại của đây ha, là có giá là 1,8 tỷ thương lượng chính chủ. Nếu anh chị nào mà quan tâm thì gặp chủ Bất Lộc và đàm phán thêm anh chị nhé. Bây giờ là giá 1,8 tỷ, 5 x 16, 80 m². Xẹp một là đường 769 và khu nghiệp Lộc An Bình Sơn. Đấy, đi thẳng vào trong. Đây là trường mầm non. Ngay trường mầm non anh chị ha. Như anh chị cũng biết thì ngay trường mầm non thì buôn bán kinh doanh thì khá là ok, khá ổn. À, bên kia là trường cấp 1. Khu này là khu 1 nên dân về đang hơi ít, đang trên đà phát triển, vừa bốc thăm xong nên dân đang kéo về rất là đông. Thì tới đây sẽ xây dựng rất là nhiều và đường xá sẽ hoàn thiện, thì khu này rất là tương lai đây anh chị. Đấy, những nguy lô phủ nó nằm ở bên khu 1, khu 2 á, thì bây giờ rẻ nhất là cũng là trên 2 tỷ rồi. Bên đó thì dân sầm một hơn. Ngoài ra thì những cái trục đường phủ bên trong, xẹt một đường này chẳng hạn đi, thì bên em đang có những lô là tầm khoảng 1,3 tỷ, 1,2 tỷ, 1,3 tỷ. Chủ không có nhu cầu ở thì đang muốn chuyển nhượng lại cho ai muốn đầu tư hoặc là an cư lập nghiệp tại khu tái định cư Lộc An Bình Sơn, thì anh chị có thể liên hệ với em qua số điện thoại trên màn hình, hoặc là để lại số điện thoại em sẽ gọi lại tư vấn trực tiếp anh chị dễ hiểu hơn về pháp lý cũng như là cái phương thức để mình giao dịch trong cái khu tái định cư Lộc An Bình Sơn này. Thì anh chị nào mà thực sự quan tâm và đang quan tâm và muốn về an cư lập nghiệp tại khu tái định cư Lộc An Bình Sơn thì anh chị liên hệ với em qua số điện thoại trên màn hình anh chị nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh chị nhé. Anh chị nào quan tâm thì nhớ inbox hoặc là gọi điện cho em liền ạ. Quá đẹp luôn. Quá đẹp.